Quý vị thân mến, cánh phải đã đầy đủ với bốn người chơi tính cách hoàn toàn khác nhau. Tiếp theo sau đây là sự xuất hiện của đôi trai tài gái sắc. Chiều cao ngang bằng nhau đó, ra cái xứng đôi vừa lứa liền. Xin được giới thiệu diễn viên Ngọc Thanh Tâm cùng với diễn viên Xuân Tiến. Kèm đính chính gái. Hồi nãy đó là chị Make Up có nói là ở đây có một em bé đi đâu chơi, không phải là anh Kiệt mà là em. Ủa em gì? Lớn, người lớn kêu bằng chú. Chào chú. Con xin tự giới thiệu, con là Xuân Tiến. Thì hôm nay con đến đây với một phương châm là không có gì ngoài cái body cao ráo và nóng bỏng cả. Cảm ơn con rất nhiều. Thường á, Minh Sù quay mấy chương trình con nít á thì cũng hay ngồi luôn. Không biết là hôm nay đó sao rung về tiếng. Cảm giác của con bây giờ là nguyên cái showbiz này, bất kể một ai gặp con phải quỳ hết. Không sao đâu. Có một cái bài hát rất là quen thuộc. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Ê mà không, đeo với mẹ nha. Quên, tưởng ba mẹ luôn á. Quên. Trời ơi, bây giờ là cảm giác con dậy hơi rung đúng không? Hơi rung. Thế không biết là Tammy, đây là một cái game show. Dạ. Mà anh Minh Sù mới bật mí với em một điều thôi. Nhiều trong gai lắm. Bây giờ mình mới bắt đầu vô thôi thì em có thể gian ngược lại ra không? Thôi đừng vậy. Em qua đây cho hai người nói chuyện đó. Nói thiệt là không biết là cảm giác của em khi chơi game show. Một cái game show rất là phải thách đố lẫn nhau đó, em thấy như sao? Ngọc Thanh Tâm xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh. Em có coi một số Bậc Thầy Ẩn Danh ở trên mạng. Thì thực sự là khi coi cũng rất hồi hộp. Bởi vì là mình ở nhà mình đầy tỉnh táo, mà nhiều khi mình còn đoán không ra. Chứ đừng nói chi lên đây mà bắt đầu là đèn rồi mọi thứ, mọi cái áp lực. Em chỉ hy vọng là lên đây là em sẽ giữ được bình tĩnh và để cho mọi người thấy là em không có bị thông minh. Dạ. Không thông minh. Dạ, dạ. Không thông minh. Em cứ bình tĩnh đi Tammy. Thật sự đây là một cái chương em cứ bình tĩnh đi. Đây là một cái sân chơi nó rất là thú vị và thoải mái, dễ chịu lắm. Nó có những cái trò chơi vận động nữa nha. Bình tĩnh. Em thường em đi chơi game show nào MC cũng nói gì hết đó. Dạ. Vô đi rồi biết mặt nhau đúng không? Một tràng hấu tay cho Ngọc Thanh Tâm và Xuân Tiến. Mời các bạn về vị trí của mình. Son, mời em. Nhìn nam thần Hàn Quốc người ta mở nè. Trời ơi. Anh mới giới thiệu nam thần Hàn Quốc. Em diễn trước cái nét để mọi người không biết cái nét gì. À dạ dạ dạ. Chỉ có nhảy mãi mọi người. Ok. Dặn ra em, dặn ra ừ, dặn ra nè. Trời ơi nó rớt xuống cái tôi. Trời rớt cái mọi người thấy hết luôn á. Kẹt kẹt đẻ kẹt. Rồi thấy rồi. Thấy nguyên cái mông luôn. Trời ơi. Cảm ơn em. Ừ. Căng như vậy tới cuối chương trình luôn cho anh nha. Ừ. Bậc thầy rồi. Ok thôi. Đây nè. Ủa? Con ơi. Con. Đó chậm. Chừng nào giáo viên kêu mới lên con ơi. Lấy hình không cho lấy luôn. Không cho lấy. Không hết cho người lấy hình. Cho mọi người coi. Xong chưa? Xong rồi. Được không? Ổn không? Con có vui không? Về luôn. Kara. Nào, đây là người chơi cuối cùng, hãy xem nét diễn của Kara nhá. Liệu Kara có ok hay không? Ừ. Một cái miếng đánh lừa mọi người hay sao? Em có cần nói gì không ạ? Mình là cái gì mình nói đó luôn. Hôm nay mặc áo màu xanh, ẩn danh không phải em đâu cả nhà.